Hello mọi người, lại là mình, Angel đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Hiện tại mình đang ở nhà nha, có thêm Louis và một người bạn nữa, cho nên nhà có 3 khách nha mọi người. Nhà mới này rất là tiện luôn, có chỗ câu cá cho mình nè. Trời ơi, cài tiền thì hết sảy luôn ha. Do là hôm trước mình đi coi căn nhà này lại nè, nên hết tiền luôn rồi. Dạo gần đây mình hay câu cá những lúc rảnh rỗi lắm mọi người. Hiện tại thì mình mới lên game thôi nha. Lúc nãy Louis nhắn tin rủ mình lên câu cá kiếm tiền. Khi mình online lên vào nhà thì thấy Louis đang đứng cùng một bạn nam nha. Bạn đó cũng là bạn của mình luôn. Xong cái trong đầu mình nảy ra ý tưởng cho anh ổng mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bơ Louis nha mọi người. Chỉ nói chuyện với bạn nam kia thôi. Ổng có nói thì mình cũng sẽ im lặng, không có trả lời ổng nha. Không biết phản ứng của Louis như thế nào khi mà bị mình bơ nha mọi người. Đã bơ rồi mà còn thêm nói chuyện với trai nữa chứ. Rồi, bây giờ đợi gì nữa? Đi thẳng xuống dưới bắt đầu thôi. Kia kia có hai bóng dáng, một bên là Louis sợ ma, một bên là Dolce nha mọi người. Tiếng Anh mình không giỏi lắm cho nên đọc đại á. Bạn này thì mình đọc là Dolce không à, có sai thì mọi người bỏ qua giúp mình nha. Em đi vào nhà làm gì lâu thế? Trả lời sao ta? Thôi mình nói đại là cho con nhân vật ngủ nha mọi người. Rồi sao im ru luôn rồi, không trả lời gì hết vậy? Ủa? Ủa là ủa cái gì? Ủa sao không mới được chứ? Ngoài này có hai cái giường mà. À nhỉ? Cái vọng kế bên này là cái giường nè mọi người. Ok, sao mình nói dối lộ liễu quá vậy ta? Chịu mình luôn á. Rồi Louis chat kìa mọi người. Mắc gì vào nhà ngủ? Nghi vấn. Trời ơi, tôi có gì đâu, tôi rất là trong sạch luôn nha, không có làm gì mờ ám hết Louis ơi. Nhà em thích ngủ đâu thì ngủ, cho anh ra gầm cầu giờ. Như vậy rất chi là mất thời gian, đúng không Kiên? À được, đánh trống lãng đồ ha. Ok, bỏ qua cái vấn đề này đi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn Dolce nha. Bạn này tên thật là Kiên á mọi người, lúc nãy Louis vừa gọi đó. Rồi, đi qua bên đây bắt chuyện cho nó máu nha mọi người, chứ đứng ở giữa thì còn gần Louis quá. Dolce ăn cơm chưa? Hỏi han quan tâm đồ chứ. Ok, sao lại xưng em? Trời ơi, chúng mình bằng tuổi mà. Tổn thương thật sự. Ui, chưa gì thúi rồi. Để xuống tắm cái nha mọi người. Trời ơi, mình đang nghĩ coi hỏi tiếp cái gì á. Tự nhiên thúi đúng lúc ghê. Giờ xuống đây ba mặt nhìn nhau. Ông đôn chè mình hỏi ăn cơm chứ cũng không thèm trả lời luôn mọi người. Bạn anh ăn chưa thì kệ người ta. Em có hỏi anh đâu, em hỏi bạn anh mà. Kỳ cục. Ủa, tính ra là ông đôn chè chưa trả lời mình luôn á mọi người. Ông này chảnh ghê. Im ru luôn. Ông đơn chè đang ngại rồi. Mà tự nhiên chạy qua kia đứng vậy. Không thèm trả lời nha. Kệ, bơ toàn tập nha mọi người. Để mình hỏi bạn đơn chè thêm một câu nữa coi có trả lời không. Tại vì nhiều khi thấy mình bạn gái của Louis nhưng mà qua nói chuyện với ổng, chắc ổng ngại á. Lâu quá mới thấy đơn chè online lại. Ok. Thúi rồi kìa. Bạn bị dơ rồi kìa. Mình sẽ trách cái kiểu dẹo dẹo điệu điệu nha mọi người. À đây rồi, mình đi tắm nha. Ok, chịu tương tác với mình rồi nha mọi người. Ủa cái gì mà ủa, không rep Louis luôn nha mọi người. Kệ kệ kệ, bây giờ mình sẽ nói chuyện với Dolce nha. Bạn đừng như thế, bị ngợp đấy. Thôi bạn lên đi, ngâm mình dưới nước tí nữa bị bệnh đó. Mình thấy Louis bắt đầu ghen rồi đó nha. Bơ, bơ 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 bơ. Rồi hai người chat lượt luôn,
thôi mọi người chịu khó đọc đi nha. Ông Louis thì ông kêu mình kìa, nhưng mà kêu cái gì mà kêu, bận rồi. Ủa em ơi, thấy tội nghiệp quá à, mà kệ nha. Trời ơi, chắc đang cay lắm á mọi người, bị mình bơ mà còn bơ ngay chân trước mặt bạn nam nữa chứ. Ông Don Trà này cười thầm hay sao á, đứng im ru à. Mắc gì quan tâm bạn anh ghê thế. Chắc tức lắm rồi, nãy giờ toàn trách một mình thôi mà. Mà ngộ, bạn anh cũng là bạn em mà, quan tâm có sao đâu, đúng không mọi người? Rồi, bây giờ mình hỏi câu này chắc chắn là Louis sẽ bực bội lên liền nè. Don Trà có người yêu chưa? Cười gì mà cười, ông trả lời tôi đi chứ ông cứ spam hay cần cười miết à. Hai mấy năm rồi, vẫn độc thân bạn ơi. Ây da, còn độc thân luôn nha. Ở đây có bạn nào chưa có người yêu không? Thôi Angel ơi, Louis kêu kìa. Mình có ác quá không mọi người? Nhưng mà phải vậy mới được. Bây giờ mình nói chuyện với Louis thì đâu có vui nữa đâu. Ông Don Trà thì sợ cháy nhà, còn Louis thì nói chuyện kiểu như đang giỏi mình đó mọi người. Rồi rồi, Thu cần lại nghĩ câu rồi nha. Tức hay sao á? Cái gì vậy? Đây đây mọi người nhìn Louis kìa. Louis giỏi rồi kìa, Angel ơi. Đang làm này làm nọ để mình rép ổng á. Nhưng mà không nha, no 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 no. Mình nghĩ bạn Don Trà này đang biết mình trêu Louis hay sao á mọi người. Nãy giờ cứ thấy bạn ấy cười miết à. Không thèm trả lời tôi luôn. Thấy cũng có lỗi, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà đam mê. Thôi em xin lỗi Louis nha. Em bơ anh tiếp. Nhà Don Trà ở đâu thế? Chơi chung lâu rồi mà cũng không biết nhà ông này ở đâu luôn á mọi người. Sờ bam cái gì mà sờ bam, chỗ người ta đang nói chuyện với trai. Nay gan nhỉ. Ơ, phải có gan mới sống được chứ đúng không mọi người? Ồ, nhà ở Hà Nội. Sao bye bye. Trời ơi, đừng nói mình ổng ốp nha mọi người. Để mình bấm vào xem còn online không nha. Ui, còn online nè. Ủa, gì đi đâu ta? Thì giỏi rồi còn gì nữa. Để anh chờ tele theo thử nha. Á à, à, thì ra là Louis bánh bèo giận bay về nhà nha mọi người. Sao tới thui vậy? Trời, Louis ơi, trốn đâu mất tiêu rồi. Tối quá mình không thấy đường mọi người. Thôi tele ổng cho nhanh nha. Rồi ra đây là ra đâu vậy? À, ở ngoài vườn. Trời ơi, đi về nhà trực tiếp à. Bật đèn lên, bật đèn cho sáng coi. Bé Louis bánh bèo đang có một tâm trạng mình nghĩ rất là bực bội và khó chịu á mọi người. Em qua đây làm chi vậy? Tại đang đứng chơi mà anh bỏ đi kìa, em phải tele theo anh chứ. Ơ kìa, đang nói chuyện mà lại đây nằm vậy đó. Trời đất ơi, ông đổi biểu cảm cái mặt của ổng kìa mọi người. Nhìn ngầu ghê á, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy á. Có trả lời anh đâu mà nói chuyện. Anh bị cảm, sốt, ho, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt. Không ai quan tâm. Ư là trời, bao nhiêu tức tối của ông nãy giờ ông dồn nén hay gì á. Bây giờ sổ một hơi luôn.
Đứng chỉ biết nói chuyện với người khác, thầy ghê. Giỏi rồi, tôi không cần mấy người nữa. Hít, bực bội. Để tôi ra xóa bạn bè luôn chè luôn. Ọp đây. Thôi, em quay mà, cho anh đó. Trời đất ơi, xóa cái gì mà xóa. Làm gì đổi quả mặt kinh tởm vậy? Ghê quá. Cho anh gì kỳ vậy? Cho anh mà nói chuyện thân mật với người ta vậy à? Thì thân mật vậy anh mới tức đó. Chứ nói chuyện bình thường anh đâu có tức lên đâu. Liêu liêu. Thế bây giờ anh đánh em được chưa? Hay. Nè, anh đánh đi, mặt của em nè. Tức cái lồng ngực. Rồi làm gì qua đánh con gấu, ham đánh em mà. Tức con gấu này thiệt chứ. Ok, vừa rồi là một màn cho Louis tức lên tức xuống. Rồi bây giờ kiểu như là giận cá chém thớt đó mọi người. Tự nhiên con gấu không có tội tình gì hết trơn, đòi tái chế người ta. Rồi, mọi người cảm thấy cái màn tròn vừa nãy như thế nào? Có đủ ác chưa? Hay là còn thiếu sót chỗ nào thì mọi người bình luận góp ý kiến cho mình biết với nha. Để lần sau mình tròn nó mặn mà hơn mọi người ạ. Sao đừng cho như thế nữa, bực á. Ok, em sẽ nghe lời anh nha. Không cho như thế nữa mà em sẽ cho anh kiểu khác. Còn bây giờ clip khá dài rồi, cho nên mình kết thúc ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.